2 và các bạn nha. Tết cây rừng chặt chín nha các bạn. Chặt chín khá to ha. Mà cầm rất là gọn các bạn. Rất gọn ha. Bữa nay mình sẽ test cái viên thuốc ở đây các bạn. Rất là may mắn nha các bạn, rất là may mắn luôn ha. Cây rừng chặt chín ha, chặt này là cỡ chặt này là mình ít có khi sử dụng các bạn, mà test nó cũng trúng nữa, rất là may mắn ha. Cây rừng cây này nó khá là cứng nha các bạn, làm mà rất là vất vả luôn mới mài được như vậy các bạn, mài rất là phê luôn, cháy mài cháy luôn cái nhám xếp luôn các bạn. Rất là ok ha. Rồi cảm ơn các bạn đã xem video nha. Nhớ đăng ký để xem nhiều mẫu ná hơn nha. Cảm ơn các bạn.